Em quay trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình không có bán phan pin rồi bán phan chiếc xe ha, bán con quay y made in Thái Lan 2017 ha anh em ha, 2017 đây rồi. Anh em xem ngoại hình giùm mình nha. Vỏ sản xuất từng 11 27 ha anh em. Rồi. Mâm sản xuất 27 ha anh em. Đây. Đó. Bò bò ha. Rồi. Đó. Còn 7 màu luôn ha nè. Đây ha. Này xe này còn chùm keo ha anh em. Máy này đó chỉ chống ha, đây chùm keo luôn ha, chùm keo toàn bộ xe ha. Rồi ngay cả mấy cái nút này cũng chùm keo luôn nha anh em, chùm keo luôn để không chùm keo nó sẽ lâu ngày nó bay cái này ha. Đây rồi kính ha, nè là 27 ha, này nó có mạ chrome ha. Xe chạy 10.500 cây ha anh em, 545 cây. Rồi. Nguyên bản nha anh em, nguyên bản ha. Đây anh em xem ngoại hình ha, từ trước tới sau cho mình ha. Chữ quay này là nó nổi ha, nổi mạ chrome ha. Rồi. Đây chân cẳng ha. Rất sạch sẽ luôn. Rồi. Vỏ sau đây tầng thứ 10 năm 2017 ha. Đây. Rồi nên xem cho mình nha, chùm keo đây nha, đây gắt rồi, này keo thôi về dán lại ha. Rồi biển số đây thành phố ha, 67B202368, đuôi 68 luôn nha anh em, 9 nút 68. Rồi tem này tem zin còn giữ lại luôn ha. Rồi đít đèn đây cho nó ngược sáng cho nên nó hơi chói ha. Rồi đây vỏ made in Thái Lan ha anh em. Rồi mâm 27 nó có nút ruồi ngay đây ha. Rồi đó đây đó, này chùm keo ha, chùm keo đó, nó chạy nha, cái này là gỡ ra là mới chắc luôn, mua về là mình đã chùm ha. Rồi đây bên này ha, hai chữ còn nguyên ha, không có gãy không bị hết ha. Đây trước đó mình có dán chùm miếng keo ở đây mà nó gách hoài mình bỏ luôn, mới bỏ này à. Quay 125 nha anh em, đời 2017 ha, cản đây yên này, nó thắt bên trong ha. Đây sách hướng dẫn, sổ hướng dẫn gì đây còn luôn ha. Ở trong đây là phụ kiện bá độ sửa xe nè, nó có cụm dây cáp trong đây luôn, dây cáp treo nón á, với hai con ốc ba ke ha, hai ốc ba ke là nằm ngay đây ha. Hồi đó mình gắn cái bẩn này cho mình thay, ốc này cũng là ốc zin trong hãng luôn ha, ốc mặt nạ của chiếc quay thường mình á, có hòn hai con ốc zin nằm trong đó đó. Anh em ấy không gắn này thì anh em gỡ ra gắn là hai ốc đó ha. Rồi nắp bình xăng đây ha,
Đây, đủ ha. Mật khóa luôn, còn luôn ha. Đây. Vậy còn ha, vậy còn ha. Rồi. Xong. Đồng hồ, đây có chùm keo luôn ha. Nãy chạy thôi. Mà không có chạy kính, chỉ chạy keo thôi. Rồi, xe chạy 10.545 cây ha anh em. Hai kính chiếu hậu đầy đủ zin ha. Đây. Tất cả các nút mình đều chùm miếng keo trong ngang đây ha. Sẽ không bay được cái này ha. Đây ổ khóa đây ha. Chìa khóa zin nữa này. Rồi. Đó, anh em xem kỹ cho mình ha. Đây. Nóc máy đây chùm keo ha. Nắp mũ này chùm keo ha. Bây giờ sẽ tháo ra thay lại ha. Đây cũng chùm keo. Đây tem này. Rồi, bô này ha. Chỗ hắn này ha. Rồi. Bên đây. Đó. Rồi. Ok ha anh em. Rồi. Dầu đây, ốc cát đây, đây. Này cũng có chùm keo cho đen ha, đen nhám ha. Hay chốc đẩy xíu ha. Rồi. Đây. Heo dầu đây. Đây ha. Rồi, còn nguyên viên nguyên thủy hết nha anh em. Đây, 27 nó có nút ruồi ở đây ha. 216 nút ruồi xích trong đây ha. Rồi. Vỏ đây. Đây mắc in Thái Lan mày đây ha. Rồi, con này mắc in Thái Lan. Anh em xem ngoại hình rồi ha. Giờ test tính năng ha anh em. Con này mắc in Thái Lan nha anh em. Đây, anh em đây. Chữ Thái không là biết Thái Lan rồi. Đây nha anh này ha. Ha. Rồi, mở chìa khóa lên là ở đây nó sẽ sáng đèn ha anh em. Đây. Đó, bấm bét ha. Rồi, nhanh qua đây ha. Đây đèn trên đường còn ra ha. Ở đây còn ha. Đầy đủ. Rồi tới nổ kèn ha. Rồi đây khởi động máy ha anh em, một phát một ha, đèn ha, ba cốt ha, đây, rồi, rồi điều tốc thắng, không có đảo chèo nha anh em. Con này sản xuất nguyên bản không có đảo chèo nha. Đèn top đây ha. Rồi nổ máy lên đây, đèn sáng, đây đèn sáng ha, mình không có làm công tắc luôn ha, để nguyên zin ha. Rồi ok ha, bản số là 68 đuôi luôn ha, 9 nút, bản số thành phố luôn nha anh em, phút xiên ha. Rồi con này có giá 70 triệu ha anh em. Anh em nào mua liên hệ mình qua nhà trực tiếp xem xe ha. Rồi nguyên bản của nó là không có đảo chiều ha, đều tốc thắng đầy đủ. Rồi full tính năng ha anh em. Anh em nào mua xe thì liên hệ ha. 10.545 km. Rồi. Rồi ba anh em ha.